Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em nhé. Ở trong video clip này, em sẽ làm một video để xả kho thanh lý, đó là những cặp Super Chat bãi Nhật để cho tất cả bác nâng cấp cho hệ thống audio của mình nhé. Dàn âm thanh của bác nào đang còn tối tiếng này, bí tiếng này, chép chưa sáng, chưa trong trẻo, các bác có thể tham khảo những đôi Super Chat bãi Nhật như thế này. Và đây là những đôi Super Chat đáp ứng là tiêu chuẩn nghe hay để chúng ta chơi audio nhé. Và đây là đôi Super Chat của chúng ta, các bác nhìn này, quá là ok. Và một đôi Super Chat như thế này có công suất là 60W, trợ kháng là 8 ohm, cọc là cọc bắp chuối này đó. Và đây là con này, quay rõ chi tiết cho tất cả bác cùng xem nhé. Hàng bãi mà như thế này là quá đẹp rồi. Có chăn này, có chăn, chăn thiết kế là kim loại nha các bác, rất là đẹp. Các bác về để như thế này, mình để ở trên loa nhá. Rồi, và đây là chi tiết những con này đó. Những con này thì em đã đấu dây rồi, chuẩn bị em sẽ test để cho tất cả bác cùng nghe thử chất âm nhá. Và giá em để cho tất cả bác chỉ có 2.200.000 một đôi nhá, 2.200.000 một đôi, em bao ship toàn quốc nha các bác. Còn có một đôi thì không có chân và cũng hơi xấu nhá. Đó, em sẽ sell cho tất cả bác với giá cực kỳ rẻ luôn. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nhá, hoặc kết bạn Zalo nhá. Có một cặp thôi, không có chân nha các bác. Rồi, thì bây giờ em sẽ tiến hành test thử, mời các bác cùng nghe thử chất âm nhá. Vừa rồi thì các bác đã nghe được chất âm của những đôi Super Jam này, rất là tí tách, rất là mềm mại nhá. Và bác nào có nhu cầu nhắc máy liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nhá.